Này chắc chắn một điều là chúng ta sẽ hiểu biết rất nhiều thứ thú vị. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Sau đó phần cuối thì mọi người có thể là chuẩn bị những cái câu chuyện cảm nhận quán nét trong thời gian vừa qua. Mọi người ấn tượng, mỗi người hãy chọn cho mình một hai câu chuyện ấn tượng. Sau đó chúng ta chia sẻ để truyền cảm hứng cho nhau. Bởi vì hãy nhớ nguyên lý bác trồng ngô. Hãy nguyên nhớ nguyên lý bác trồng ngô. Đừng làm một cái gì đó không chỉ vì mình, mà hãy làm một cái gì đó thì hãy nghĩ đến việc là giúp cho người khác trở nên tốt hơn. Hãy luôn luôn nghĩ về những điều tốt đẹp như vậy mọi người nhé. À, thì đó là cái cách để chúng ta trở nên giàu có hơn, chứ không phải là việc chúng ta ích kỷ hơn mà lại chúng ta lại dễ giàu đâu. Nó giống như cái ao nước tù ấy, ao nước tù có chứa được một lượng nước, tức là sự ích kỷ, sự cá nhân cũng tích trữ được một lượng nước thôi mọi người ạ. À, nhưng nó giống như cái ao nước tù ấy, nhưng nó không bao giờ là nước trong sạch, cũng như là nó không có được nhiều nước, giống như một cái dòng sông luôn vào một đầu ra một đầu. À, cho nên con người chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta càng trở nên sẵn sàng giúp đỡ người khác dựa trên những cái trải nghiệm của bản thân mình thì chúng ta lại càng dễ thành công hơn mọi người. À, Oriflame thì không có giới hạn, Oriflame không giới hạn số lượng người đạt được diamond, tất cả chúng ta đều có cơ hội, tất cả chúng ta đều đạt được diamond. Này, chúng ta cùng đọc lại cái câu chuyện người trồng ngô. À, cái câu chuyện bác trồng ngô này để chúng ta thấy là nó quan trọng như thế nào, nó ý nghĩa như nào với cái sự thành công. Ok. Xin mời Doãn Hương. Em đọc giúp mọi người câu chuyện bác trồng ngô. Dạ. Bác trồng ngô, hãy giúp 1.000 người là Diamond và bạn chỉ mất 6 tháng mở Diamond. Thay vì một mình làm thì hãy mất 6 năm. Hãy chia sẻ cho đi động viên khích lệ nhau. Ngày xưa có bác nông dân nghèo kia, một hôm bác nhận được một hạt ngô trông rất to và lạ kỳ. Bác ta mang về trồng, không hiểu ruộng ngô ngày càng xanh non và phát triển. Từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, bỗng chốc bác nông dân trở nên giàu có và sung túc. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là bác nông dân này không hề nản khi mọi người xin bác hạt giống ngô thần kỳ để mang về trồng. Một ngày kia, người vợ của bác thắc mắc và hỏi: "Giống ngô tốt như thế sao ông lại cho mọi người?" Bác nông dân liền cười bảo: khi bà đối xử tốt với mọi người xung quanh bà, đó mới chính là đối tốt với bản thân mình. Hoàng hồ khi thụ phấn thì gió sẽ thổi đi. Nếu xung quanh ta nhà ta toàn giống kém thì chắc chắn lượng ngô của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Đó, vậy nên tôi sẵn sàng phân phát giống ngô này cho mọi người. Mọi người tốt thì tôi cũng sẽ tốt. Yes, Vậy tuyệt mỗi vời. chúng ta Cảm ơn. Cảm ơn Hương rất là nhiều. Đó mọi người ạ. Cách người ta để trở nên giàu có hơn, đó là giúp đỡ người khác trở nên giàu có hơn, chứ không phải là ích kỷ khư khư giữ lấy cho riêng mình, đúng không? Hãy giúp cho cả thế giới này trở nên tốt hơn. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta biết tới cơ duyên, biết tới cái sản phẩm Wallet. Thú thực anh chị là lần đầu tiên Yên biết tới cái sản phẩm Wallet này, Yên không có cảm nhận được. Và thậm chí Yên đã từng nghĩ rằng, ôi, Wallet nghe nó cứ là lạ ấy. Mình cứ quen bình thường rồi, thấy cái gì đó là lạ, thấy nó không quen. Mà em nghĩ là em nghĩ là mình bây giờ mình chẳng bệnh tật gì cả, bây giờ mình dùng wallet mình không thấy cảm nhận gì, làm sao mà kinh doanh được. Tức là đó là lúc chúng ta chỉ nghĩ đến cá nhân mình, đúng không, chỉ nghĩ đến lợi ích kinh doanh của bản thân mình, đúng không? Cái gì cũng phải trải nghiệm mới kinh doanh được, có phải không? Không, không hoàn toàn đâu mọi người, hoàn toàn có thể dựa trên những hiểu biết của mình. Và nếu như chúng ta chỉ nghĩ rằng bản thân mình khó kinh doanh nghĩa là tôi không kinh doanh thì cũng không đúng. Quan trọng là mọi người nghĩ xem cái sản phẩm đấy có giúp ích cho đời không, đúng không? Giúp ích cho xã hội hay không? Và lần đầu tiên In biết tới cái cuốn sách này, à lần đầu tiên biết tới Wallet. Sau đó thì In được nghe câu chuyện bạn Hậu. Và nếu một ngày In bừng tỉnh, In phải mang trong mình một cái sứ mệnh lan tỏa những cái kiến thức về dinh dưỡng cũng như những cái hiểu biết về Wallet tới cộng đồng, để giúp cho cộng đồng này có nhiều người trong hoàn cảnh như bạn Hậu, hoặc
không tới như bạn Hậu, biết tới sản phẩm này để cuộc sống họ trở nên tốt hơn. Chúng ta đừng chỉ nghĩ kinh doanh vì mình, mà hãy nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Và vì vậy cái cuốn sách này nằm trong cuốn sách mà em cho rằng chúng ta nhất định hãy in nó ra. Cuốn sách này thì không bán trên thị trường, cho nên chúng ta chỉ có cách là phải in ra thôi mọi người ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Rất thú vị đúng không ạ? Chúng ta cùng nhìn lại xem lần thứ hai chúng ta đọc cuốn sách này nó sẽ như thế nào. Còn anh chị nào lần đầu tiên, chúng ta cùng lắng nghe thật kỹ. Đây là cuốn sách tuyệt diệu. Ok, tiến sĩ y khoa ở Nhật và cuốn sách có sự sống. Đây là tiến sĩ Vương Đào, người Trung Quốc, sinh năm 1968. Và ông là tiến sĩ của Nhật Bản. Hồi ký về tiến sĩ y khoa Nhật Bản Vương Đào và tác phẩm Dinh dưỡng học bị thất truyền đẩy lùi bệnh tật của ông. Lần đầu tiên em nghe từ dinh dưỡng học bị thất truyền, em nghĩ là đây là cuốn sách cổ, nhưng không phải chị ạ. Ông muốn nói là cái kiến thức về dinh dưỡng học đã bị lãng quên trong nhiều năm rồi. Có một đoạn hội thoại mà nghe tôi thấy rất thú vị. Bữa ăn có chữa được bệnh không? Người trả lời, được chứ. Thế bữa ăn có chữa được bệnh nan y không? Được. Không nói ngoa đấy chứ. Không. Đây không phải là chuyện hài đấy chứ. Thật mà. Quả thực là như vậy. Tôi còn phải nói với bạn rằng đây không phải là cuốn tiểu thuyết, mà là cuốn sách gửi gắm những thông tin tốt nhất về sức khỏe con người, với thông điệp con người có thể không uống thuốc mà thay bằng bữa ăn để chữa bệnh cho chính bản thân mình. Mọi người có thể ghi câu đấy vào sổ. Đấy là một điều rất quan trọng. Hãy tin tưởng rằng là dùng dinh dưỡng, dùng thức ăn có thể chữa bệnh cho chính bản thân mình. Và giống như lời bác sĩ Mận đã nói, chính mình hãy trở thành bác sĩ của gia đình mình là tốt nhất. Chứ chờ bị bệnh rồi, chờ sắp chết rồi đến bệnh viện, mà kể cả đến bệnh viện thì cũng đang chẳng chọn được bác sĩ chăm sóc mình đâu. Đúng nào? Bên chưa kể là vấn đề nó nguy kịch rồi mới đến thì bác sĩ rời cũng chịu. Một cách tốt nhất đó là bác sĩ của chính mình. Chăm sóc mình tới mức mình không bao giờ bị bệnh. Chăm sóc mình từ khi mình chưa bị bệnh, đúng không? Hoặc hơi gặp vấn đề sức khỏe mình biết cách khắc phục luôn. Thay vì để bệnh nặng rồi đến bệnh viện và chờ, gọi là vận mệnh của mình trao trong tay người khác. Chúng ta có thích thế không? Đúng không? Điều không ngờ tới thì thật sự là vậy. Điều vốn tưởng không thể thì lại có thể. Bởi lẽ con người sinh ra đâu có cần thuốc. Đúng không? Con người sinh ra đâu phải bằng thuốc, cho nên cũng không cần thuốc. Đấy. Đây là một chi tiết cũng rất cần lưu tâm. Sẽ dùng trong công việc này rất nhiều. Đây quả thực là một phát hiện vĩ đại. Và phát hiện này sẽ thay đổi lịch sử nền chăm sóc sức khỏe của cả nhân loại. Hơn 10 căn bệnh được giới y hiện đại đánh giá là sống chung với nó cả đời như mạch vành, tuần hoàn máu não, cao huyết áp, tiểu đường, gút. Đây là một điều mà lần đầu tiên em đọc thì em chưa có ngộ lắm, nhưng bây giờ thì em mới phát hiện ra. Mọi người biết không? Bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch, trung bình mỗi một năm người Việt Nam chúng ta có khoảng 200.000 người mất đi. Tương ứng trung bình mỗi một ngày khoảng gần 600 người chết liên quan tới tim mạch và huyết áp. Có nghĩa là xung quanh chúng ta rất nhiều. Hôm vừa rồi em có nói chuyện với lại một chị giáo viên. Chị có nói là chị rất là mê cái quan hệ. Chị rất là mê kiến thức về dinh dưỡng. Bởi vì trẻ thì không nói, nhưng mà tầm tuổi 30, 40, 50 như chị em mình, hầu như bố mẹ chúng ta 60, 70, 80 thì có thể phải nói là bao nhiêu phần trăm họ gặp vấn đề về sức khỏe. Theo mọi người, bao nhiêu phần trăm những người lớn tuổi 50 đến 80 tuổi gặp ít nhiều vấn đề sức khỏe, mọi người đoán nào, bao nhiêu phần trăm? Comment vào chat. Chắc chắn rất nhiều đúng không ạ? 70%, chính xác, ít nhất là 70%, 90%, 100%, chính xác, ít nhiều. Xung quanh chúng ta cứ nhìn xung quanh thôi, không có, chúng ta không phải là báo cáo kết quả cho ai cả, nhưng tỷ lệ xung quanh chúng ta gặp vấn đề sức khỏe rất nhiều. Không bị ít thì bị nhiều đúng không ạ? Không gặp những vấn đề căn bệnh mãn tính nan y thì gặp vấn đề đơn giản như kiểu đau đầu sỏ mũi này, cao huyết áp này, đúng không? Đau nhức xương khớp này. Yên nhớ mẹ của Yên ngày xưa, thời mà tụi Yên chưa lấy vợ thì bố mẹ vẫn làm kinh doanh và thấy bố mẹ Yên rất là chăm chỉ. Ví dụ mọi người là nhiều lúc Yên thấy họ còn khỏe hơn cả mình. Đấy, Yên đã từng nhìn thấy điều đấy. Nhưng mà rất là ngại, sau 50 năm tuổi trở ra, 50 năm tuổi trở ra thì bắt đầu bố mẹ bắt đầu nghỉ ngơi và ngạc nhiên là liên tục gặp những vấn đề về sức khỏe ở mức độ, tất nhiên mức độ rất là nhẹ nhưng mà cũng gặp liên tục. Và lúc đó Yên ngộ ra, thực sự Yên cảm thấy rất là buồn, bởi vì cảm thấy là ôi thật là nhanh chóng,
ngoài 55 tuổi, bố mẹ chúng ta ngoài 55 tuổi thì rõ ràng rất cần chăm sóc anh chị ạ. 55 tuổi trở ra là Yến thấy là các cụ xuống nhanh lắm, xuống về về độ già đi rất là nhanh. Cho nên có một cái câu nói là hãy nhanh chóng thành công nhanh hơn tốc độ già của bố mẹ, đúng không? Nhất là ai có bố mẹ 55 tuổi trở ra, chúng ta sẽ thấu hiểu điều đấy mạnh mẽ. Và vì vậy nếu như ai đang có bố mẹ trẻ hơn 55 tuổi thì hãy trân quý những giây phút bố mẹ chúng ta còn rất khỏe, đúng không? Còn nếu không thì đến một lúc chúng ta sẽ sốt ruột mất, chúng ta sẽ vội vàng mất, chúng ta không còn thời gian để cho họ được tận hưởng những cái giây phút tuyệt vời khi họ còn trẻ. Còn nếu như ai đang có bố mẹ lớn tuổi rồi, trên 55 tuổi giống như bố mẹ Yên rồi, nhiều hơn nữa 70, 80 tuổi, thì càng phải mang trong mình trách nhiệm giàu có nhanh chóng hơn nữa. Bởi vì bố mẹ chúng ta ngày càng yếu đi rồi. Xu hướng bây giờ không còn ăn no mặc ấm nữa, cũng không còn ăn ngon mặc đẹp nữa, mà người ta đã chuyển sang ăn sạch uống sạch. Và bây giờ đây sẽ là ăn dinh dưỡng uống dinh dưỡng, đúng không nào? Bây giờ chúng ta biết đấy, bây giờ mua thịt lợn người ta không chỉ mua thịt lợn sạch, mà người ta còn mua là thịt để có dinh dưỡng như thế nào. Ăn hoa quả, ăn rau, người ta luôn để ý đến hàm lượng dinh dưỡng của nó ra sao, có tốt không, có cân bằng không. Đấy. Và có nghĩa là chúng ta hãy để ý đến việc bố mẹ chúng ta có ăn khoa học không, có ăn dinh dưỡng không. Thì có một cái bài học như này để ứng dụng trong bữa ăn, mọi người có thể nhanh chóng áp dụng ngay được sau ngày hôm nay. Trước đây không biết, bố Yên cũng vậy, trước đây thì cũng không biết. Cô cứ nghĩ là khi ngồi vào mâm cơm, đầu tiên là ăn vào bát cơm, sau đó ăn thức ăn, ăn thức ăn, ăn thức ăn, cuối cùng ăn rau. Thì đó là cái bữa cơm mà chúng ta thấy đấy, vô tình ăn rất nhiều tinh bột. Ăn rất nhiều tinh bột mọi người. Và đó là nguyên nhân có thể gây ra vấn đề liên quan đến tiểu đường. Đấy. Thì bữa ăn dinh dưỡng thì như thế nào? Ngồi vào mâm cơm, mọi người ghi lại nhé. Ngồi vào mâm cơm đầu tiên là ăn rau, thậm chí ăn tới no bụng đi đã, ăn rau. Đấy. Sau đó ăn thức ăn. Đúng không? Tất nhiên lúc này thì có thể kết hợp với cơm, nhưng mà ưu tiên ăn thức ăn. Cuối cùng ăn một hai miếng cơm, vài miếng cơm, thế là đủ. Đấy là bữa ăn khoa học. Yến rất là kinh ngạc. Và khi em biết rằng đó là cách ăn khoa học, Yến áp dụng thì thấy cuộc sống thực sự tuyệt vời mọi người. Không bao giờ rơi vào tình trạng là cái bụng căng tròn nữa rồi. Và mọi thứ hệ tiêu hóa của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Thì đấy là ăn khoa học. Sau ngày hôm nay mọi người sẽ lan tỏa, bởi vì sứ mệnh chúng ta không chỉ là sứ mệnh chúng ta không chỉ kinh doanh ở đây, mà chúng ta mang trong mình sứ mệnh bảo vệ cộng đồng, mang trong mình sứ mệnh giúp cho cộng đồng có một sức khỏe tốt hơn. Vậy bao số anh chị sau ngày hôm nay nhất định sẽ lan tỏa cái cách ăn khoa học như vậy với ít nhất 3 người xung quanh mình. Thậm chí mình có thể viết cách ăn khoa học, sau đó gửi inbox cho bạn bè. Ê này, tôi mới biết cái này rất hay đấy. Và số anh chị sẵn sàng gửi cho 3 người bạn của mình để họ có một sức khỏe tốt hơn. Hay là các. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, chúng ta làm, chúng ta luôn luôn học và ứng dụng như vậy để chúng ta gặt hái thành công trong công việc kinh doanh của mình. Và tiếp tục. Thế thì khi mà chúng ta lần đầu tiên đi đọc tới đây thì em chưa hiểu, thậm chí lúc đấy không biết cái bệnh mạch vành là cái gì. Bây giờ mình thấu hiểu được hết, đúng không? Cao huyết áp, tiểu đường, hút được khẳng định là có thể chữa trị một cách rất đơn giản. Thì muốn nhấn mạnh được chữ này. Nói thật, trước đây nghĩ rằng là cao huyết áp thì thôi. Rồi xác định sống chung luôn, đặc biệt là ông anh họ của Yên bị tiểu đường, xác định là không thể chữa được bao nhiêu năm rồi. Đọc đến đây cái, bây giờ mới ngộ ra, chữa được. Đấy, chữa một cách thậm chí là rất đơn giản. Lần đầu tiên Yên nghe cái câu này đến từ Đoàn Văn Chiến mà Yên nhớ mãi. Và câu đấy đã giúp ích cho Yên rất nhiều. Những cái bệnh mãn tính thì dinh dưỡng lại cực kỳ dễ dàng chữa trị mọi người. Cho nên yên tâm nha. Phương pháp đơn giản đó chính là bữa ăn. Bạn tin không? Không tin. Nhưng đây lại là sự thật. Đấy, thì cái đoạn này nó không quan trọng lắm. Và Yên bắt đầu đọc từ đây. Rất khó có thể đánh giá giá trị của cuốn sách này. Tôi đã bị cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên. Chiều sâu trong tư duy của tác giả quả thực ngoài sức tưởng tượng của tôi. Quan điểm mới mẻ, tư duy logic chặt chẽ, ngôn từ mạnh lạc, văn viết cô đọng xúc tích, vấn đề nổi bật và cách đọc luận sắc sảo, thấu tình đạt lý. Chính vì vậy, đề tài y học vốn rất khô khan, nhưng dưới ngòi bút tài năng của tác giả, ông đã biến cuốn sách y học trở thành một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn nhiều độc giả. Tôi dẫn chứng một đoạn viết không cần đến các con số thống kê mà tác giả vẫn diễn đạt được ngụ ý đầy phong cách của mình sau. Chúng ta cùng xem tác giả diễn đạt như nào nhé. Điều khiến y học hiện đại ái ngại nhất cũng chính là điều này, bởi vì y học hiện đại có tiên tiến đến mấy đi chăng nữa, vẫn còn rất nhiều bệnh lý không chữa được. Nào, chúng ta để ý xem đây có phải sự thật không? Đây là một thống kê rồi. Chắc chắn những người trong giới ngành y đều biết.
người không quan tâm đôi khi cũng biết. Đấy. Chúng ta thấy đây là một thông tin đến từ một 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 tiến sĩ. Ông thấy như này, có bao nhiêu chuyên gia về điều trị tiểu đường chết vì tiểu đường, có không ạ? Mọi người nghĩ có không ạ? Ghi vào sổ câu này, có bao nhiêu chuyên gia về điều trị tiểu đường lại chết vì tiểu đường, có bao nhiêu bác sĩ tim mạch cuối cùng lại chốt chết vì nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não, bao nhiêu bác sĩ chuyên khoa thần kinh vẫn bệnh mất ngủ trường kỳ đó, đúng không? Đây là thống kê nhá, không phải chúng ta bịa đâu, sự thật luôn. À, các bác sĩ chắc chắn là sẽ biết điều này, bác sĩ Mận à, chắc chắn là họ họ thừa nhận điều này luôn có, đúng không? Đây tác giả mới đặt ra câu hỏi là y học hiện đại làm sao vậy? Tại vì y học ngày càng xa rời những nguyên lý đúng đắn, đó là thực phẩm và thuốc đều từ cùng một nguồn gốc. Đó là thực phẩm và thuốc đều từ cùng một nguồn gốc. Y học hiện đại quá tự hào về thành tựu của mình, cho rằng mình là vạn năng, cuối cùng mình lại tự hại mình. Như này, ví dụ như này để mọi người thấy. Tại sao y học hiện đại? Tại sao y học hiện đại có những cái lỗ hổng như vậy? Thật ra là nguyên lý chữa bệnh nó phải là tự chữa bệnh rồi. Thì cách của y học hiện đại là sẽ ngăn chặn những cái triệu chứng đấy. Ví dụ một người bị cao huyết áp thì Tây y sẽ đưa một cái thuốc để làm giãn cái mạch mạch máu nó ra. Và trong lúc đấy cơ thể của mình tiếp tục hấp thu chất dinh dưỡng để phục hồi chức năng đàn hồi của thành mạch, như vậy là hoàn hảo. Tức là có những người dùng thuốc huyết áp cộng với dinh dưỡng đủ thì cơ thể của mình sẽ ngon lành và không này không bị cao huyết áp nữa. Nhưng đa phần là dùng thuốc và sau đó vẫn ăn uống như cũ, tức là không có bổ sung chất dinh dưỡng. Thì cái thành mạch của chúng ta cứ được dùng thuốc để nó kéo giãn ra, kéo giãn ra, kéo giãn ra. Nó cái dây chun ấy cứ suốt ngày kéo, kéo, kéo. Thì đến một ngày làm sao? Nó nhão. Đến một ngày làm sao? Nó đứt. Và đó là nguyên nhân nhiều người bị vấn đề về cao huyết áp. Dùng thuốc huyết áp lâu ngày vẫn tiếp tục lao động cực nhọc và vẫn phát và vẫn cái để gọi là cái cao huyết áp xảy ra thì rất có thể đến một ngày gặp vấn đề về tai biến mạch máu, đúng không? Đấy là điều mà chúng ta thấy sự logic như vậy, đúng không? Thế thì Tây y tốt không? Tốt chứ, rất tốt, nhưng cần kết hợp với dinh dưỡng. Cuốn sách này nội dung viết về quan điểm y học hiện đại nhưng nội dung lại rất gần gũi dễ hiểu. Tác phẩm như một cuốn sách giáo khoa cho những luận điểm y học rõ ràng và được minh chứng cụ thể. Phương pháp luận với những dẫn chứng sinh động, khéo léo khiến người đọc luôn trong trạng thái thực thực hư hư, quả thật rất tài tình. Cuốn sách như có men làm say lòng người, giống như hương trà xanh thơm mát, ngọt dịu, phảng phất không thôi. Và thế là tôi làm một hơi đọc hết cuốn sách. Tôi đọc liền một mạch như vậy, không cảm nhận hết được tinh túy trong kho tàng kiến thức về y học nhân loại mà cuốn sách gửi gắm. Tôi lại đọc nghiền ngẫm từng câu, từng đoạn, và sau 3 ngày tôi mới đọc xong cuốn sách bảo bối này. Tôi kinh ngạc nhận ra một trí tuệ. Cuốn sách này được viết vào năm 2007 mọi người nhé, cuốn sách về hiện đại. Tên của nó nghe tưởng như là cổ điển nhưng không phải. Này. Cuốn sách này viết năm 2007, 2008 là xuất bản. Cho nên nó là kiến thức y học hiện đại. Đấy. Chứ cái điều nó nói về một cái thứ mà nền tảng y học hiện đại đã quên đi, đó là về y học dinh dưỡng mọi người. Tôi kinh ngạc nhận ra một trí tuệ vĩ đại bị lãng quên từ trước đến giờ. Khả năng phục hồi và tái tạo của cơ thể con người sao mà kỳ diệu vậy. Chúng ta nhớ nhé, cuối cùng vẫn cần sự phục hồi và tái tạo. Ví dụ chúng ta đứt tay. Nào, chúng ta đứt tay, có phải là sau này thì cái da đó tự liền lại, đúng không? Đấy là khả năng tự phục hồi. Chứ mà chúng ta đứt tay mà nó không bao giờ liền thì điều gì xảy ra? Suốt đời chúng ta bị đứt tay. Và cái đó nó sẽ ngày càng bị thối rữa. Và đến một ngày chúng ta có thể cắt tay. Cắt tay mà nó lại không liền thì tiếp tục lại cắt và cuối cùng suốt đời đau, đúng không? Cho nên thực sự là cái điều tuyệt vời nhất của con người đó là khả năng phục hồi và tái tạo của cơ thể con người là tự động, đúng không? Đó mới chính là bác sĩ thực thụ để chữa trị tất cả chứng bệnh. Vậy thì chúng ta hãy nhớ, bác sĩ quan trọng nhất của mình chính là cơ thể mình, đúng không? Là khả năng tự chữa của cơ thể mình. Vị bác sĩ này vốn là một thiên tài, không cần dùng đến bất kỳ một thiết bị máy móc tinh vi nào cũng có thể giúp con người biết chỗ nào có bệnh. Đấy, hay lắm, có cái câu này rất hay, tôi chung là chúng ta sẽ biết bệnh gì, điều trị như thế nào là tốt nhất. Những thứ mà bác sĩ này dùng để điều trị rất đơn giản, không phải là những gì mà chính là nguồn nguyên liệu. Nguồn nguyên liệu duy nhất cơ thể cần đó là chất dinh dưỡng.
Vậy chất dinh dưỡng là những cái gì? Chút nữa chúng ta sẽ biết, đúng không? Nhưng mà đây là một cái khái niệm để chúng ta biết là chỉ cần đầy đủ chất dinh dưỡng thì chữa được mọi loại bệnh. Cơ thể chúng ta tự tự đi tìm những cái chỗ cơ thể chúng ta gặp vấn đề bệnh và dùng dinh dưỡng để phục hồi. Nó giống như này mọi người. Nó giống như cái nhà chúng ta được tạo lên từ gạch và vôi cát. Thì cho dù là cái tường ban công gạch, cái tường ban công hay là tường phòng vệ sinh bị hỏng thì chỉ cần đủ gạch và vôi cát nó đều làm cho cái tường nó bị liền được, liền lại được, đúng nào? Vì thế cơ thể chúng ta có thể bị cao huyết áp, có thể bị xương khớp, nhưng chỉ cần đầy đủ chất dinh dưỡng thì cao huyết áp cũng khỏi mà xương khớp cũng khỏi. À. Vậy thì đây cũng chính là điều lý giải chỉ cần một combo wellness có thể hỗ trợ được gần như là mọi loại bệnh tật. Cao huyết áp vẫn dùng combo được, đúng không? À, đau nhức xương khớp cùng combo vẫn cải thiện, tất nhiên nếu thêm canxi được thì tốt hơn. À, dạ dày dùng combo vẫn cải thiện, đau đầu tiền đình dùng combo vẫn cải thiện, bởi vì đó là chất dinh dưỡng. À, và chút nữa chúng ta sẽ biết tới một cái nguyên lý rất là hay ở nguyên lý tòa nhà với những viên gạch. Tại sao bình thường này chúng ta cảm thấy khỏe nhưng cơ thể chúng ta vẫn hàng ngày gặp vấn đề về độc tố, về thiếu chất dinh dưỡng, là giống như một tòa nhà đang được rút từng viên gạch. Để có được nguồn dinh dưỡng quả thật vô cùng đơn giản, đó là bữa ăn. Có rất nhiều người chỉ biết rằng bữa ăn giúp cơ thể tồn tại, giúp cơ thể hưởng thụ, chứ họ không biết rằng ý nghĩa thực sự của bữa ăn là hấp thu dinh dưỡng. Như vậy chúng ta ăn là vì cái miệng của mình hay là vì ăn cho tế bào, đúng không? Hãy nghĩ về điều đấy nha. À, quan trọng nhất đó là ăn cho tế bào. Chúng ta nghĩ như vậy. Thay vì chúng ta ăn thứ ăn mà chúng ta cảm thấy miệng chúng ta cảm thấy sướng miệng thì đôi khi đó chỉ là thức ăn vì cái miệng thôi. Quan trọng nhất là giúp cho tế bào chúng ta ăn, giúp cho cơ thể chúng ta hấp thu dinh dưỡng. Con người thiếu sự nhận biết đích thực về sức khỏe của chính họ. Bởi lẽ chỉ khi thu nạp đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới bù lại được năng lượng cơ thể đã tiêu hao đi. Đồng thời dinh dưỡng giúp cơ thể phục hồi các tế bào bị tổn thương. Này, dinh dưỡng sẽ giúp cho các tế bào bị tổn thương. Đấy, sản sinh ra năng lượng để nuôi sống các tế bào khác, đúng không? Nếu vì cơ thể của mình như một tòa nhà thì dinh dưỡng là những viên gạch xây nên tòa nhà đó. Hôm nay thiếu một ít, tức là thiếu một viên gạch. Theo mọi người, một tòa nhà mà thiếu một viên gạch thì tòa nhà đó có sập không? Có sập không ạ? Không sập. Tương tự như vậy, cơ thể chúng ta thiếu một chút dinh dưỡng, thiếu một chút vấn đề về một lượng tế bào, nó cũng chưa sao cả. Đấy, nó chưa sao cả. Nhưng lâu dài thì sao? Chúng ta cùng xem nhé. Tức là tòa nhà có thể thiếu một viên gạch, ngày mai thiếu một ít, tòa nhà cơ thể cũng lại thiếu đi hai viên. Cứ như vậy thiếu liên tục đến một mức độ nào đó. Còn bình thường thì chưa thấy sao cả đâu. Đến một mức độ nào đó, khả năng phục hồi của cơ thể nó kém hơn so với khả năng gọi là thiếu hụt của cơ thể thì sao? Đúng không? Khả năng phục hồi tự nhiên của cơ thể sẽ trở nên khó khăn, bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Khi dinh dưỡng thiếu hụt trầm trọng, cơ thể không còn khả năng tự phục hồi nữa thì nhà đổ người đi. À. Bây giờ chúng ta tưởng tượng lên một tòa nhà cứ suốt ngày mỗi ngày rút một viên gạch. Thì theo mọi người đến một ngày nào đó nó có sập không ạ? Cứ rút, ngày nào cũng rút. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng đi, ngày nào cũng rút. Chắc chắn đến một lúc cái tòa nhà nó sẽ sập, đúng không ạ? Cho dù tòa nhà cao tầng nó vẫn sập. Như vậy một người to khỏe 80 cân, 100 cân thiếu hụt dinh dưỡng vẫn ra đi giống như một người 50 cân, đúng không? Chứ không phải là ông này là to khỏe chắc thiếu một ít không sao không ạ? À, thiếu thiếu một lượng, thiếu một cái phần nào đó là sẽ ra đi. Trong cuộc sống đại đa số mọi người biết thiếu dinh dưỡng sẽ bị bệnh. Thiếu dinh dưỡng đây không nghĩ không không chỉ dừng lại mức độ là suy dinh dưỡng đâu. Thiếu dinh dưỡng là vấn đề của bệnh tật. Nó giống như thiếu những cái gạch và vôi cát thì một cái chỗ lỗ thủng nó cứ dần dần thủng dần thủng dần. À, bởi vì ví dụ cơ thể của chúng ta bắt đầu bị một tổn thương nho nhỏ, có thể chỉ đơn giản là viêm xoang. Không có đầy đủ dinh dưỡng để phục hồi chức năng đó. Lâu ngày mãn tính dẫn tới ung thư. À, nó cứ thế dần dần thôi, nó lan tỏa dần. Đấy, mà chúng ta biết đôi khi trong chúng ta biết mọi thứ nó có tính lây lan lẫn nhau, đúng không? Đấy. Tai mũi họng mà. Đầu tiên là mũi bị có khi dần dần ảnh hưởng đến tai, sau đó họng, nó cứ dần dần như vậy. À, cho nên thiếu dinh dưỡng nó ảnh hưởng tới rất nhiều những cơ quan bộ phận khác nhau. Nhưng lại không biết được dinh dưỡng có vai trò quan trọng đến vậy, lại càng không biết rằng khi đã mắc bệnh có thể dùng dinh dưỡng để trị bệnh. Dưỡng không chỉ khỏi được cái bệnh lý liên quan đến suy dinh dưỡng mà còn có khả năng phục hồi các bệnh lý nghiêm trọng hơn như tiểu đường, huyết áp, tim mạch,
thậm chí cả bệnh nan y như ung thư không sợ đâu, đúng không ạ? Không dùng đến thuốc, chỉ dùng dinh dưỡng vẫn có thể trị được, thậm chí điều trị tận gốc. Ok, và trong nữa chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về dinh dưỡng nó trị theo như thế nào. Đông y vẫn nói thực phẩm và thuốc đều có chung một nguồn gốc. Câu nói này hàm ý từ khi loài người biết há miệng và cơm và lúc dinh dưỡng học ra đời, không còn nghi ngờ gì nữa, y học cũng từ thời khắc đó mà ra. Bởi lẽ thực phẩm cũng chính là dược phẩm. Mọi người ghi câu này vào, thực phẩm chính là dược phẩm. Thế nên để ý thức ăn của mình. Đây là quy luật tự nhiên nhưng lại quá ít người đầu tư thời gian để nghiên cứu nó. Có một số ít người đã biết về quy luật này, cũng có một số bài nghiên cứu nhưng chỉ dừng lại ở phương pháp quy luật chứng minh của y học thực nghiệm, chứ rất ít người dùng phương pháp diễn giải đi từ lý thuyết để lập luận chứng minh cơ chế vận hành của đấy. Bắt đầu cái từ cơ chế nó xuất hiện từ cái này anh chị ạ, cơ chế. Cho nên là những cái bài những cái vấn đề sức khỏe, những cái căn bệnh của chúng ta bắt đầu sử dụng cái từ gọi là cơ chế của y học dinh dưỡng là như thế nào. Lập luận chứng minh cơ chế vận hành của quy luật này, cho đến hiện tại vẫn chưa có một ai coi dinh dưỡng là cái gốc của sự sống. Chỉ có Vương Đào là một người làm việc mà trước đây chưa ai làm được việc đó, là viết một cuốn sách có sự sống. Sau này tôi trở thành người bạn thân thiết của tác giả. Tác giả khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn mới chỉ sau hơn một tháng. Với việc sử dụng vi chất dinh dưỡng, tất cả những dấu hiệu bệnh lý sau đợt kiểm tra sức khỏe tổng thể đã biến mất. Chúng ta cùng để ý nha. Với việc dùng vi chất dinh dưỡng, tất cả những dấu hiệu bệnh lý sau đợt kiểm tra sức khỏe tổng thể đã biến mất. Tôi giảm được 10kg. Quả thật, tôi trở thành một thanh niên khỏe trẻ. Ông ấy nói với tôi, gầy đi rồi, đây mới chỉ là phần quà khuyến mại cho sức khỏe thôi. Vậy thì phần lớn là đến từ cái gì mọi người? Gầy đi rồi. Nào, mọi người đoán đi. Tác giả nói là gầy đi rồi, nhưng mà cái này mới chỉ là quà khuyến mại thôi. Cái chính là cái gì ạ? Mọi người đoán là cái gì? Vân Bích nói chuyện đi cho nó vui nào. Yes. Đúng rồi. Cái chính là cơ thể của mình đã đẩy được rất nhiều bệnh tật rồi. Béo không chỉ vì xấu, mà còn tiềm ẩn rất nhiều bệnh tật bên trong. Cho nên việc chúng ta có một cơ thể, một thân hình đẹp không chỉ vì cái thân hình đẹp đó đâu, mà cái chính là bệnh tật của chúng ta đã được đẩy lùi nhờ dinh dưỡng. Đấy, đó mới là điều quan trọng, đúng không ạ? Quan trọng là cơ thể anh đã được phục hồi rồi, tất cả các triệu chứng bệnh lý trước đây đã tốt hơn rất nhiều, đúng không ạ? Mấy ngày đầu dùng dinh dưỡng, chúng tôi vẫn thường cùng ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Ông bảo, đừng nghĩ rằng lúc này chúng ta đang rất nhàn rỗi. Đúng không? Đừng nghĩ rằng chúng ta đang rất nhàn rỗi. Thực tế cơ thể bên trong chúng ta đang rất bận đấy, đúng không? Bận thay mới các mạch dẫn, từng cặp tế bào được thay mới, hàng triệu tế bào được phục hồi khỏe, bận lắm đấy. Cho nên chúng ta để ý, cho dù chúng ta đang nghỉ ngơi thì các tế bào chúng ta vẫn làm việc, cơ thể chúng ta vẫn làm việc. Vì vậy đừng chỉ nghĩ đến bản thân mình, ví dụ đừng thức khuya quá, đúng không? Đừng thức quá 11 rưỡi, 12 giờ. Đó là đang hành hạ mình. Trẻ chúng ta không cảm nhận được đâu. Nhưng bắt đầu có tuổi một chút, chúng ta sẽ cảm nhận thấy sức khỏe chúng ta xuống một cách trầm trọng nếu chúng ta tiếp tục hủy hoại mình. Chúng ta uống rượu, đúng không? Chúng ta thấy là gần như đến 90 đến 95 99% những người uống rượu lâu ngày, uống rượu nhiều năm là có thể dẫn tới vấn đề về gan, đúng không? Chắc chúng ta biết. Rất nhiều người bị ung thư gan vì uống rượu, đang hủy hoại sức khỏe của mình, đúng không? Vì vậy hãy yêu sức khỏe bằng việc là đối xử bản thân mình tốt hơn, bằng cách để ý bất cứ thứ gì đưa vào miệng nó có tốt cho tế bào không, hay là chỉ sung sướng cho cái miệng. Chúng ta biết trẻ em ăn bim bim chẳng hạn, nó sướng cái miệng, nó giòn tan, nó sung sướng lắm, nhưng thực ra là hại nhiều hơn lợi, đúng không? Ông lấy tay xoa bụng tôi. Xoa bụng tôi để làm gì mọi người? Xoa bụng tôi để làm gì? Ông lấy tay xoa bụng tôi. Đây là một cái mà chúng ta có thể học được. Mọi người đoán đi. Ông lấy tay xoa bụng tôi để làm gì? Để làm gì mọi người? Ok, chúng ta cùng xem nhé. Ông lấy tay xoa bụng tôi hỏi sao lại làm vậy? Ông nói, cơ thể con người kỳ diệu lắm. Nó biết chỗ nào khỏe, chỗ nào đau. Xoa đây là cách để báo cho cơ thể biết nó cần phục hồi chỗ đó, và cơ thể ngay lập tức sẽ huy động đến đó làm việc. Nhưng nếu nguyên liệu dinh dưỡng để phục hồi không đủ, kể cả cơ thể có rất muốn phục hồi chỗ đó,
nhưng cũng đành bó tay. Cho nên là cái quan trọng là cơ thể phải đầy đủ dinh dưỡng, đúng nào? Cơ thể con người kỳ diệu vậy đó. Ông nói đợi đến lúc tôi hiểu nguyên lý làm việc của cơ thể thì sẽ biết cơ thể thú vị đến nhường nào. Tác giả kể câu chuyện bản thân, đây là câu chuyện rất hay mọi người nha. Có một người bạn vì tức giận mà dẫn tới đau dạ dày, cho nên là đừng tức giận. Tức giận dễ đau dạ dày lắm. Hay nói cách khác là ai đau dạ dày khéo nguyên nhân là vì hay tức giận, đúng không? Vậy tự nhìn lại bản thân xem mình có tức giận không. Nếu mà hay tức giận chưa đau thì cũng sắp đấy, còn nếu đau rồi thì hãy cười nhiều hơn, đừng tức giận nữa, đúng không? Chỉ vì tức giận mà hay đau dạ dày. Tất nhiên cái này nó cũng chỉ là tương đối, nhưng mà thực sự là rất rất nhiều người gặp phải đau quằn quại. Sau khi ông tìm hiểu nguyên nhân phát bệnh của người bạn đó, ông chỉ nói một câu là anh chỉ cần đến nghe lớp đào tạo của tôi là bệnh của anh sẽ khỏi. Người bạn đó đến dự khóa đào tạo buổi sáng, cười vỡ cả bụng, dạ dày cũng từ đó mà đau, mà hết đau. Đấy. Giờ nghỉ giày lao lại cười tiếp, đúng là nghe giảng xong bệnh khỏi thật. Đấy mọi người. Có những điều kỳ lạ trong cơ thể chúng ta. Bởi vì thực tế mọi người ơi, bất cứ thứ gì chúng ta ăn, thứ gì chúng ta nghĩ, thứ gì chúng ta nói, chúng ta cười, nó tác động đến tất cả những neuron thần kinh, tác động tất cả những cái enzyme trong cơ thể chúng ta. Và nó ảnh hưởng đến từng tế bào trong cơ thể của chúng ta. Cho nên cười nhiều là cái cách đơn giản nhất để khỏe mạnh, đúng không? Bởi vì nó sẽ tiết ra những cái hormone, tiết ra nó sẽ kích hoạt những cái enzyme giúp cho cơ thể chúng ta sẽ kích thích những cái tế bào khỏe mạnh làm việc một cách hiệu quả. Cho nên lúc nào cũng tươi cười vào. Không cười là có khi là sau này chúng ta dễ bị bệnh lắm. Nên là hồi tốt nhất là cái bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không? Lúc nào cũng cười để cho cuộc đời mình chẳng bao giờ bị bệnh. Và xuống chị sẵn sàng lúc nào cũng cười để cuộc đời mình không bao giờ bị bệnh. Hay là rồi. Thế nhưng mà cười một mình thì có tốt không? Nếu cười một mình là chỉ vì mình sống, đấy, giống như bác Trồng Ngô ấy, là phải lan tỏa cho người khác, cười để người khác cười theo, đúng không? Cười thật nhiều và lúc nào cũng cười vào. Và vì vậy, muốn lan tỏa được thì có nên bật camera hay là tắt camera và cười một mình? Muốn đóng góp được nhiều vào người khác, hãy bật camera lên là một nụ cười thật nhân từ, đúng không? Một nụ cười thật hiền hậu và chúng ta sẽ giúp được nhiều người khác cười hơn. Ok, hãy khuyến mại trên một nụ cười nào mọi người ơi. Highlight. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều và bà xuống chị đấy sẵn sàng tiếp tục đọc sách để chúng ta trở thành một chuyên gia về y học dinh dưỡng, để chúng ta có thể trở thành một người 21% một cách dễ dàng trong thời gian tới. Highlight. Ok, thì sau khi trở thành 21% rồi, chúng ta keyboard giữ công thức đấy, một mình biết cách kiếm 10 đến 20 triệu từ Facebook hay là mình mang tặng cho người khác. Nếu chúng ta tặng lại điều đó cho 6 người xung quanh mình, chúng ta sẽ trở thành diamond với dòng tiền trên dưới 100 triệu và được tặng một chiếc xe hơi, một chiếc xe Mercedes hoặc một căn nhà tùy thích. Bảo sống chị yêu thích mình được tặng một căn nhà, một chiếc xe hơi hoặc là và có một cái dòng tiền 100 triệu một tháng thì rất là thích, giơ 5 ngón tay. Ok, thái độ thế nào trời trao thế ấy, cho nên là hành động mạnh mẽ. Và cuối cùng, nếu như anh chị muốn giúp được nhiều người hơn nữa, giúp được giá trị lớn hơn nữa, muốn giúp được 12 người kiếm được xe hơi, muốn giúp được 12 người có thêm một căn nhà, thì anh chị sẽ trở thành Sapphire Resident với thu nhập dòng từ 600 đến 1 tỷ một tháng và tặng 4 căn nhà. Và xuống chị cảm thấy như vậy thì rất là tuyệt vời, rất mừng ngón tay. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Này, một câu chuyện nữa này. Một bé gái 5 tuổi rưỡi, tính khí nóng nảy gắt gỏng. Chúng ta xem đấy, một bé gái mà gắt gỏng nóng nảy thì làm gì? Dùng dinh dưỡng điều trị 3 tháng khỏi. Có người 3 tháng. Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân ở trẻ em là bệnh lý rất phức tạp, khó chữa. Có một vị bác sĩ khoa nhi quyết tâm phải tìm cách trị khỏi bệnh này trong suốt 5 tháng sự nghiệp, trong suốt những 5 tháng sự nghiệp để thầy thuốc của mình. Tác giả cười và nói, việc này thì dễ thôi. Tăng bạch cầu đơn nhân, mọi người nhớ nha. Tăng bạch cầu đơn nhân ở trẻ em. Và tiến sĩ Vương Đào nói là việc này dễ thôi. Kiến nghị cháu bé dùng dinh dưỡng để điều trị, kết quả một bé trai với 5 chỉ số bất thường. Kết quả một bé 5 chỉ số bất thường liên quan đến cơ tim chỉ sau 1 tuần, mọi người, 1 tuần điều trị. Có những người thì chỉ 1 tuần thôi là trở lại bình thường. Mẹ của ông khi kiểm tra sức khỏe phát hiện bệnh tiểu đường. Anh em nghe rồi thì thấy bình thường, nhưng mà lần đầu tiên nghe điều này cũng thấy hơi lạ, nhưng mà thực sự nó rất là kỳ diệu. Bà cụ cho rằng dù sao thì thế giới cũng bó tay, đúng không? Cũng chưa có cách nào chữa khỏi bệnh này, nên cứ ở nhà tự điều trị cho xong. Nhưng chữa mãi đường huyết không giảm, đúng không? Thực ra là đến bây giờ thì rất nhiều
về ngành gọi là Tây vẫn nghĩ rằng tiểu đường là bó tay mà. Chưa có cách nào chữa khỏi bệnh tiểu đường đâu. Đấy là Tây họ nghĩ như vậy. Nhưng chữa mãi đường huyết không giảm mà còn tăng lên, bởi vì cơ thể chúng ta ngày càng bị suy yếu hơn, đúng không? Khả năng rối loạn chuyển hóa chất đường trong cơ thể của chúng ta nó ngày càng tệ đi, tiết insulin ngày càng kém đi, đúng không? Ông quyết định đưa bà cụ đến nơi công việc, đến nơi ông làm việc và dùng dinh dưỡng để chữa cho bà. Chỉ sau nửa tháng, wow, nửa tháng mọi người nha, đường huyết trở lại bình thường. Sau một tháng bà giảm được 10 cân, một tháng ngon lành không? Đấy, cho nên chúng ta tự tin vào một cái ông vị tiểu đường độ 15. Hoàn toàn bác có thể cải thiện được chỉ sau một tháng, đúng không? Hoặc là nửa tháng, sức khỏe cải thiện đáng kể. Bà cụ trước đây vốn là một nhà giáo ưu tú, nói chuyện rất hài hước. Bụng nhỏ lại rồi, trước đi bộ phải đỡ cái bụng mới đi được, giờ lại nhẹ như bay. Ông nói với mẹ giọng nửa đùa thật, còn đảm bảo mẹ sống thọ đến 120 tuổi, đến lúc đó có khi muốn chết cũng khó. Đấy. Ôi, hôm nay sẽ tạm dừng lại đây, bởi vì chúng ta biết là như vậy là căn bệnh tiểu đường cũng đơn giản, đúng không? Nửa tháng đến tháng là cũng khi cải thiện rất nhiều rồi. Anh chị em cứ yên tâm mà chiến đấu, yên tâm mà chia sẻ, tự tin vào. Đây là nói có sách mách có chứng, chứ không phải là như chúng ta chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm bình thường. Cho nên là thú thực anh chị Yên rất biết ơn cuốn sách này. Nếu chúng ta chỉ chia sẻ kinh nghiệm với nhau ấy, nhiều khi anh em không tin đâu, nhưng nói có sách mách có chứng. Đấy. Dinh dưỡng chính là gì? Dinh dưỡng chính là gì? Mọi người có thể để lần đầu tiên Yên đọc, Yên còn không biết là dinh dưỡng của cái gì cả. Nên sau đó Yên đọc phải ghi, phải học thuộc mấy cái từ này. Thứ nhất là rồi, nước là nguyên nhân số là nguyên tố dinh dưỡng số 1, rồi đến đạm, chất béo, đường, vitamin và khoáng chất. Mọi người ghi lại nó 6 cái. À. Yên thì Yên thường viết những cái thứ mình chưa biết trước, viết những thứ mình không quen trước. Ví dụ đường, nước và chất béo thì đương nhiên ai biết rồi, nhưng mà ba cái thằng chúng ta thường không biết. Đó là protein, đó là vitamin, đó là khoáng chất. Ba thằng đấy mình không biết viết ban đầu. Thế là sau này thì mình sẽ nhớ luôn. Đấy, vậy thì muốn cơ thể đầy đủ chất dinh dưỡng thì cung cấp 6 cái đó. Sau cái đó càng sạch càng tốt. Đôi khi người Việt Nam chúng ta nước còn đã thiếu rồi, thế vậy là cái thứ tư là mình đã thiếu rồi, nước đã thiếu. Đấy, đường và chất béo thì đôi khi thừa đường, ăn nhiều tinh bột. Nhưng đặc biệt là vitamin, đặc biệt là protein lành mạnh và khoáng chất chúng ta thiếu, đúng không? Khoáng chất chúng ta thiếu. Và chợ có thể chia sẻ cuốn sách này. Ok, cuốn sách này sẵn sàng chia sẻ luôn. Mọi người có thể vào câu lạc bộ đọc sách trên Zalo, Yên sẽ gửi lên luôn trên đấy, hoặc là Yên gửi luôn lên trên này cũng được anh chị ạ. Ta xem có gửi đây. Mọi người biết đâu ngay ở trên đây thì Yên cũng gửi được luôn ngay trên đây, trên phần hành trang này. Cuốn sách này rất dễ vì cuốn sách này nó khá là nhẹ, cho nên là mọi người có thể là tải được về luôn. Đấy. Gửi qua Messenger cũng được. Nếu ai cần thì có thể inbox cho Yên, gửi qua Messenger thì Yên sẽ gửi cho mọi người. À, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong ngày mai và những ngày tiếp theo trong cuốn sách tuyệt vời này. Một cuốn sách tuyệt vời, đúng không ạ? Và sớm chị đã học được một điều gì đó rất là ý nghĩa, highlight. Thế thì chúng ta chuẩn bị đến gặp một chàng trai tuyệt vời, mang đến chúng ta những điều tuyệt vời hơn nữa. Nhưng trước khi sang phần đó, chúng ta dành cho nhau 30 giây comment và ô chat một điều gì đó mình thích nhất trong phần đọc sách vừa rồi. À, đúng rồi, sách y học dinh dưỡng bị thất truyền. Mỗi người comment và ô chat một điều gì đó đọng lại trong đầu của mình. Có thể là một cái câu chuyện gì đấy, đúng không? Ví dụ Yên rất là kinh ngạc, tiểu đường nửa tháng là huyết áp, đường huyết đã ổn định trở lại. Một tháng là đã có thể giảm được 10 kg, ngon lành đấy. Cho nên cái chuyện là một tháng có thể giảm 10 cân cũng là chuyện bình thường với dinh dưỡng, đúng không? Không có vấn đề gì cả. Anh chị thích phần nào comment vào chat một điều thích nhất, đúng không? Và chúng ta comment vào chat đi, dùng dinh dưỡng cải thiện được bệnh tiểu đường, dinh dưỡng rất là tuyệt vời. Tiếp đi ạ, anh chị thích điều gì nhất? Bệnh tiểu đường có thể cải thiện hoàn toàn được, đúng rồi, không có vấn đề gì cả. Hãy tự hỏi bản thân, ăn cho miệng hay ăn cho tế bào? Hay quá, em rất bất ngờ bác sĩ tim lại chết vì bệnh tim, bác sĩ ung thư có thể chết vì ung thư. Hay quá, chính xác luôn, đúng không? Hôm nay chúng ta mới biết được điều đấy. Hay thế. Bổ sung dinh dưỡng cải thiện sức khỏe bệnh mãn tính, đúng rồi, dinh dưỡng cải thiện tận gốc của bệnh tật. Lần đầu đọc em cũng ngỡ ngàng vì cơ thể mình cần dinh dưỡng. Dinh dưỡng không phải là thuốc mà chữa được nhiều bệnh. Thuốc cũng tốt, chỉ có điều là chúng ta biết đấy, cái tắc gọi là cái mục tiêu của Tây y nó khác mục tiêu của dinh dưỡng. Thức ăn dinh dưỡng có thể đẩy lùi được các bệnh mà y học hiện đại đôi khi bỏ tay.
Hãy nhớ rằng đây là dinh dưỡng cũng là y học hiện đại mọi người nhé. Hãy phân biệt gọi là Tây và y học dinh dưỡng. Đây cũng là y học hiện đại, đấy, chứ không phải y học cổ điển gì cả. Dinh dưỡng phục hồi tế bào tổn thương, đúng không ạ? Câu chuyện tiểu đường có thể điều trị sau nửa tháng, một tháng, đúng không ạ? Bệnh tiểu đường được cải thiện nhờ dinh dưỡng. Đấy, phát hiện em bé bị tăng bạch cầu dùng dinh dưỡng cải thiện. Đấy, hay lắm, đúng không ạ? Dinh dưỡng cải thiện tận gốc của bệnh tật. Tuyệt vời luôn. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng ta có thể chụp ảnh ô chat này và gửi vào nhóm. Và thực sự là đọc lần thứ hai trở đi thì sướng vô cùng, đúng không? Và số chị cảm thấy đọc lần này rất là sung sướng, hay lại. Mọi người biết không, khoảng tháng 6 lần đầu tiên đọc cuốn sách này em không hấp thu được bởi vì mình chưa có những cái kiến thức đó. Đọc như du ngủ. Cứ đọc câu thứ ba thì lại phải đọc lại câu đầu tiên bởi mình không nhớ câu đầu tiên nó có cái gì. Đấy. Thú thực anh chị là Yên đã từng có những ngày tháng như vậy. Một tuần đầu tiên mình như du ngủ và tới tuần thứ hai đọc vẫn rất là chán, chính mình còn chán mình cơ. Sau đó vẫn luôn mặc định, luôn luôn tự nhủ với mình câu này, mọi người có thể ghi vào sổ. Câu này rất quan trọng. Thôi thúc Yên làm được, mọi người cũng làm được. Thế sau đó Yên vẫn tiếp tục nói là không, người khác làm được thì mình làm được chứ. Chắc chắn là mình sẽ phải giỏi. Đấy, Yên cứ nói như vậy. Thế là cứ đọc. Và đến tuần thứ ba thì bắt đầu thấy mọi thứ đâu vào đấy. Tuần thứ tư một cái là ngon lành luôn. Hiểu ra vấn đề bởi vì chúng ta có một cái lượng thông tin rồi. Chúng ta kết nối lại được. À, chúng ta kết nối lại được. Và chúng ta thấy nó rất hay, đúng không? Sau này chúng ta biết những cái căn bệnh mãn tính nani như tiểu đường, huyết áp, đau dạ dày, cao huyết, đau nhức xương khớp, đúng không? Rồi thì vấn đề như kiểu là đau đầu tiền đình, đơn giản với dinh dưỡng, đúng không? Không có gì sợ cả. Thậm chí kể cả là ung thư, đúng không? Hoàn toàn có thể hỗ trợ lại được. Rất là tuyệt vời. Nó có sách mách có chứng nha. Tiến sĩ này sinh năm 1968, rất là trẻ chứ không phải già đâu. Không phải là thế kỷ trước hay là mấy trăm năm trước đâu, đúng không? Kiến thức này là kiến thức hiện đại, mọi người. Ok. Thì từng bước chúng ta sẽ thảo luận về cuốn sách này vào những ngày tiếp theo. Và thú thực, bây giờ đọc lại cuốn sách này giống như việc cá được thả xuống biển này, sướng lắm, đúng không? Hãy thả hổ về rừng này, nhờ sướng rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúng ta sẽ giao lưu tiếp tục với phần tiếp theo vô cùng hay của Đoàn Văn Chiến để chúng ta chuẩn bị cho một tháng 2 thật sự tuyệt vời. Và nhớ là buổi tối ngày hôm nay em có một phần quà dành riêng cho anh chị 500 điểm, 500 PP trở lên. Mọi người ghi lại điều này. 500 PP trở lên tối nay được tham gia một buổi học đặc biệt mà cá nhân Yên chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu để có thể đạt được một con đường diamond nhan trong thời gian tới vào lúc 9:30. Xin chào và bây giờ Chiến tiếp tục. À đây rồi. Vâng, từ nãy giờ em định bật để chào mọi người trước nhưng mà không bật được. Hóa ra là chưa được cầm mic. Nhắn tin. Đợi đúng giờ. Chiến bật mic lại nhé. À, rất là tuyệt vời vì hôm nay chúng ta lại tiếp tục được ôn luyện lại về cái kiến thức y học dinh dưỡng. Đó thì cũng giống như tất cả các anh chị em đây đi, ngày đầu tiên Chiến đọc cái cuốn sách này. Đầu tiên thì Chiến cũng biết cuốn sách này trước tất cả mọi người nhưng lúc đấy Chiến cũng không có quan tâm. Thì cái có một cái hôm mà nói chuyện với anh Lộc, chồng của bảo trợ hành lý đấy, đấy bảo trợ Nguyễn Lộc đấy, thì anh ấy có chia sẻ là em đánh răng như thế nào. Thế thì lúc đấy Chiến chỉ biết là đánh răng thì có cái gì mà không biết, cứ cọ ngang cọ dọc này được. Thế là anh Lộc bảo không phải đâu, đánh răng phải dọc dọc thế này. Thế anh phân tích là tại sao mà người ta lại hay bị chảy máu chân răng là bởi vì người ta cứ rụt ngang này, đấy, cứ rụt ngang này. À, ok em xin cái màn hình của anh Yên nhé, em mô tả tí. Thay địa điểm thôi. Đấy, đấy, cái rụt ngang này, đấy, đúng không? Chúng ta có thói quen đánh răng là cứ thứ này đơn giản là nó cái nợ của mình, cái răng của mình nó làm dọc như hạt ngô, đúng không? Thế đánh răng này chúng ta lại đánh ngang. Thế như vậy thì có rất là nhiều các cô các bác thì đánh răng một thời gian dài thì nó bị chảy máu chân răng này, phần thứ nhất này, cái thứ hai là nó bị tụt lợi. Đó. Thế thì sau khi đọc cái cuốn sách này xong, anh Lộc chia sẻ hay lắm. Đấy. Thế lúc đấy Chiến cũng tò mò, hay thế. Đó, thế lúc đấy thì cũng bắt đầu đọc cái cuốn sách này. Đầu tiên thì thật ra là mình cũng, thứ nhất là Chiến cũng lúc đấy thì khoái sách làm giàu hơn, kiểu như thế, khoái cái cuốn sách làm giàu, đặc biệt là anh Yên chia sẻ về cuốn là 17 tư duy triệu phú, khoái nghiên cứu cuốn ấy hơn. Đó, không quan tâm cuốn y học dinh dưỡng này. Thế sau đó anh Lộc anh chia sẻ là Chiến đọc một cách rất là hay, đấy, đọc một cách rất là gọi là giống như ngấu nghiến ấy, đấy, đọc xong rất là hiểu, rất là phê, rất là thích. Và lúc đấy mình đã hiểu hơn về việc nó là tại sao lại chúng ta ăn đường tinh luyện lại hại cho cơ thể này. Đấy, lúc Chiến cũng thấy là rõ ràng là đường, đúng không,
Giống như vừa rồi anh Nghiên nói là đường, chẳng hạn như đường thì ăn đường nào chẳng được, thế đường kính cũng được, đường sữa cũng được, thì tại sao không thể ăn đường gần, bây giờ ăn đường từ hoa quả, tại sao ăn hoa quả tốt hơn đó. Thì lúc đấy Chiến đã hiểu là à, hóa ra là khi mình nạp đường tinh luyện vào trong cơ thể thì cơ thể của mình cần phải dùng magie, canxi, đúng không, mình phải dùng một số những cái nhóm vitamin khoáng chất, đặc biệt là phải dùng protein để đào thải nó ra ngoài. Và chính như vậy thì cái gan của mình nó hết mất cái lượng dự trữ như vậy, thì sau đó gan của mình nó bị tổn thương đó. Thì mình mới hiểu à, hóa ra là sử dụng đường tinh luyện nó là như vậy. Nhưng trước mình cũng thấy mà quái này, đã cơ thể mình cần đường thì uống đường nào chẳng được, mà các chị em cứ bảo là thôi uống trà sữa ít thôi, uống trà sữa mau già lắm. Thế mình bảo tại sao lại uống trà sữa lại mau già nhỉ, mà rõ ràng nó là cái món ăn rất là thích, đúng không đó. Thế thì mình mới hiểu là à, hóa ra trà sữa chính là đường tinh luyện, và đường tinh luyện thì chắc chắn là cơ thể chúng ta phải phải đào thải, vì chúng ta không có nạp được tinh luyện nó, cơ thể của chúng ta không nạp được tinh luyện. Giống như kiểu bây giờ căn nhà bạn trồng gạch, trồng xi măng lên thì nó sẽ nhận, đúng không, nếu mà bây giờ bạn trồng gỗ lên thì chắc chắn nó phải sụp đổ, nó sẽ phải loại bỏ ra ngoài. Thế thì cái gì để loại bỏ, tức là nó phải dùng dinh dưỡng à. Thì đấy là một số những kiến thức, thì sau này chúng ta nghiên cứu chúng ta thấy nó hay lắm. Và với một cái ước mơ thì thay tiện đây năm mới thì Chiến có một cái thông điệp như này muốn truyền tất cả cho anh chị em, đó là chúng ta, anh Yên thì đang truyền cho một cái thông điệp, đó là thông điệp là xây dựng 1.000 diamond. Thì Chiến lại có một cái thông điệp mới hơn nữa, đó là thông điệp là chúng ta năm 2022, 2023, đó là có thể là 2 năm chứ không phải 1 năm đâu, 2022, 2023 chúng ta sẽ cùng xây dựng 1 triệu bác sĩ chính mình. Cả nhà mình có đồng ý không? Nếu chúng ta đồng ý chúng ta cùng hai lần 1 triệu bác sĩ chính mình, không cần phải bằng cấp, đúng không? Không cần phải bằng là không, chúng không cần phải ra địa vị xã hội là ông Nguyễn Đăng Yên này là ông là bác sĩ, không cần, đúng không? Tôi chỉ cần tôi là bác sĩ của chính mình là được rồi, bác sĩ của gia đình của mình là được rồi. Nếu ai đó đồng ý như vậy thì chúng ta sẽ cùng quyết tâm đó, thực hiện một sứ mệnh to lớn hơn của tổ chức E21, đó là xây dựng 1 triệu bác sĩ chính mình, đúng không ạ? Nếu chúng ta hôm nay hứa cam kết là chúng ta sẽ cùng thực hiện nha, 2022, 2023 đó. Con số này có thể là dài hơn, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu được là cái sứ mệnh của chúng ta đến đây không chỉ là truyền cảm hứng nữa đấy, không chỉ là đơn giản là truyền cảm hứng về công việc nữa, mà truyền cảm hứng cho họ làm bác sĩ của chính mình luôn. À, ok ạ. Tiếp tục nha cả nhà mình nha. À, hôm nay thì thật ra là nó là một cái ngày đầu tháng, cũng là chúng ta cũng đang khoảng tầm 13 giờ chiều nay thôi. 13 giờ chiều chúng ta sẽ đặt hàng rồi. Đó, thì chúng ta cũng đã học tất cả những cái bí kíp hay là những cái cách mà đi bán hàng rồi. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tập hợp lại đơn hàng, và đặc biệt thì các chị em trưởng nhóm cố gắng rằng là chúng ta sẽ hỗ trợ những chị em nào chọn quà đấy, chọn quà này. Thứ nhất là chọn quà, thứ hai đó là có thể là tư vấn thêm về những cái chương trình, ví dụ như là mua 3 tặng 1. Thì Chiến thấy rằng là cái chương trình mua 3 tặng 1 ấy thì nó chỉ có trong 1 tháng thôi. Thì chính như vậy thì tất cả các chị em thì nếu mà ai đó mà lấy khoảng tầm 2 hộp 3 hộp, à 2 hộp hoặc 1 hộp, thì chúng ta cũng khuyên họ nên lấy cả một cái liệu trình luôn đi, một cái set luôn đi cả nhà mình nhá, tránh cái trường hợp là ví dụ như là lấy omega 3 chẳng hạn thì lấy có 2 hộp thôi, hộp sau thì để đơn sau lấy, nhưng mà chưa chắc hàng đã còn được đến đơn sau, đúng không? Thì chúng ta nên nên có thể là nhìn lại qua một cái đơn hàng một tí để chúng ta xem rằng là nếu mình có những chị em ở đấy đang lấy hai hộp lẻ hoặc là 1 hộp lẻ thì chúng ta nên tư vấn cho họ cả 3 đi, để tránh cái trường hợp là bị mất chương trình quà. Bởi vì chương trình của chúng ta bây giờ nó chỉ có duy nhất trong 1 tháng thôi, và Chiến hay thường nói là cái chương trình mà cuốn chiếu đấy, cuốn chiếu tức là chỉ có 1 tháng thôi. Đấy, tháng sau thì có thể là chương trình khác, hoặc là có thể chương trình đấy nhưng mà bạn sẽ không được tiếp diễn vào tháng sau nữa. Và chính như vậy các chị em trưởng nhóm, đặc biệt là những ai mà đang ghi đơn, chúng ta để ý cái phần này nhé. Đó, để chiều nay chúng ta đặt. Và cái thứ hai đó là những chị em mới, chúng ta có cái chương trình quà đấy, quà 3 bước đấy, đúng không? Quà bước 1 là 600 này, bước 2 là 1 triệu này, bước 3 là 1.4 triệu này. Đấy thì chúng ta cũng nên chọn đi. Và chọn nhớ là cái giá sản phẩm là cái giá màu đen nhé cả nhà mình nhé, chứ không phải màu đỏ đâu. Đấy, có các chị em thì thấy là tôi được quà 600.000, 600.000 xong quay ra tôi lấy cái chai nước hoa này, giá chai nước hoa 599.000, thấy nó giá màu đỏ là 599.000, cứ nghĩ là cái chai đấy, nhưng không phải đâu. Cái giá là cái giá trước khuyến mại đó. Để Chiến nhắc lại cho mọi người để tí đó, chính trường hợp là hàng hóa là chúng ta sẽ bị mất thời gian, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ không học, mà hôm nay chúng ta sẽ đi ăn mừng, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn mừng cả nhà mình nhá. Thì ăn mừng như thế nào? Đó là Chiến sẽ hỏi từng người về đơn hàng, đúng không? Chúng ta sẽ cùng khoe đơn hàng lên, cho nó máu, đúng không? Bán được cái gì thì khoe. Thế thì tiện đây Chiến xin hỏi là đơn hàng của chuyên gia Vân Hồng thế nào?
xem là đơn hàng chuyên gia Vân Hồng là có những cái gì. Đấy, chúng ta cùng ăn mừng nhé. Đấy, mọi người cùng khoe. Bây giờ tôi không khoe bán mà tôi đang có cái trong tay, giống như kiểu là một năm mới gặp nhau ấy, thì hỏi anh Yên năm nay có cái gì mới. Bảo, có, anh vừa mới mua đến một cái xe, mua thêm hai căn biệt thự đấy, ui dồi về quá đúng không, kiểu như vậy đấy. Rất là thích đấy. Hoặc là ui dồi năm nay anh thành công nhất trong cuộc đời của mình, đó là anh học về 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 dinh dưỡng, và anh hiểu là tại sao anh mạnh như bây giờ đấy. Đấy đấy, kiểu đấy, đi khoe như vậy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều câu chuyện. Xin mời chuyên gia Văn Hồng, Bảo Trận đang nghe, có thể giúp em cái phần à đây, mà tự mở tiếng chúc rồi. Cả nhà, chúc cả nhà mình sẽ có một năm 2022 thực sự là đại thắng, rất là khao khát cùng với cả bà Trợ Yên để giúp hệ thống S21 của mình có 1.000 diamond trong năm 2022. Và thực sự là rất là đam mê cái mục tiêu này, và thậm chí là em thì còn ghi cả cái mục tiêu này để hôm qua giao thừa nó thắp hương còn đốt cả cái mục tiêu này nữa. Bởi vì là em thấy là mình làm việc với phong cách của Thụy Điển ấy. Thụy Điển là nước bên châu Âu, người ta ăn Tết theo ăn Tết Tây, nên là mình cũng cứ phải cả hai đi cho là chắc ăn. Ok, rất là cảm ơn anh Chiến đã hỏi về cái đơn hàng tháng 1 của em. Thực sự là rất là cảm hứng. Đơn hàng tháng 1 của em hiện tại thì đang có 10 cặp hũ dưỡng thể mua 1 tặng 1, được chị gái bán hộ này, chị gái nhà bác bán hộ này, được một combo gồm có Meal Premium, tảo này, omega 3 này, một set canxi, một combo 5, và một ít sản phẩm lẻ khác nữa, thì nứt gót chân này, sáp ong thì chắc là cũng để được 20-30 cái gì đấy. Wow. Trong hôm qua chuẩn bị khi đi ngủ thì sau khi nghe xong cái công thức diamond nhàn của bà Trợ Yên thì quyết tâm là hôm qua thì cũng có đơn hàng rồi, nhưng vẫn quyết tâm là mình chia sẻ thêm cho một khách hàng nữa. Thế thì em nhắn tin lại cho một người bạn, thì bạn đã mở hàng đầu năm, tặng bạn một cái hũ sáp ong tenet care. Thì bạn đã mở hàng cho một tiêu sữa rửa mặt, một chai sữa tắm tẩy tế bào da chết của Nam, và dự định là hôm nay về quê nội thì sẽ có dư một ít những cái sản phẩm của mình, thì mình sẽ coi như là đến chơi hỏi han những cái người khách hàng của mình, tặng họ một cái món quà đầu năm và gặp trực tiếp để nhờ họ mở hàng cho mình một cái công việc đầu năm may mắn thuận lợi. Thì đấy là cái kế hoạch trong ngày hôm nay của em, sáng nay sẽ về quê và chiều nay thì sẽ đặt hàng, và rất là khao khát hào hức tham gia cái buổi tối nay cùng với Bảo Trợ Đăng Yên để được học và tìm hiểu kỹ hơn về công thức diamond nhà, từ đó thì có thể giúp cho hệ thống của mình có thật nhiều người cũng sở hữu được công thức diamond nhàn trong năm 2022 của Bảo Trợ Đăng Yên. Thực sự là vô cùng biết ơn Bảo Trợ Đăng Yên và hệ thống S21 cùng với cả các anh chị leader trong đội diamond team, thực sự các anh chị rất là tuyệt vời. Đấy là cái đơn hàng của em thì dự tính chắc là cũng phải được khoảng tầm 600-700 điểm gì đấy. Biết ơn là từ giờ đến trưa sẽ lặng thầm ngồi đếm bước chân em về qua căn phòng, mà hình như anh vừa nghe điều gì đúng thay. Dù từng ngày em vẫn thế, cười thật hiền ngoan như thế, nhưng cô đơn vẫn đến khi anh kề bên. Rồi thì người đó đứng sau lưng người khi em về, vừa nhìn anh lại vừa ôm người từ phía sau. Và người làm anh đau nhất, về cùng người anh thương nhất, trong tim anh tình yêu đó đã qua đời. Tách cà phê cho em, những buồn vui cho em, ngày từng ngày anh vẫn thêm vào tình yêu. Dẫu ngày mai ra đi, anh chẳng mang theo gì ngoài tình yêu anh đã trao em. Hãy cho anh giữ mãi mãi ánh mắt em giây phút này, làm niềm vui sống những tháng năm sau không còn em nữa. Yêu em trong từng hơi thở, yêu em trong từng cơn mơ, vòng tay vẫn trao riêng em cho dấu em không hề nhớ. Hãy cho anh đến phút cuối vẫn khẽ hôn lên tóc người, mùi hương yêu dấu ấy đã theo anh trong ngần ấy năm. Anh mong em nhiều hạnh phúc như xưa anh từng hạnh phúc, và cho phép anh xa em nhưng vẫn yêu em suốt đời.
đó đứng sau lưng người khi em về. Vừa nhìn anh lại vừa ôm người từ phía sau. Và người làm anh đau nhất, về cùng người anh thương nhất. Trong tim anh tình yêu đó đã qua đời. Tách cà phê cho em, những buồn vui cho em. Ngày từng ngày anh vẫn thêm vào tình yêu. Dù ngày mai ra đi, anh chẳng mang theo gì ngoài tình yêu anh đã trao em. Hãy cho anh giữ mãi mãi ánh mắt em giây phút này, làm niềm vui sống những tháng năm sau không còn em nữa. Yêu em trong từng hơi thở, yêu em trong từng cơn mơ. Vòng tay vẫn trao riêng em cho dấu em không hề nhớ. Hãy cho anh đến phút cuối vẫn khẽ hôn lên tóc người. Mùi hương yêu dấu ấy đã theo anh trong ngần ấy năm. Anh mong em nhiều hạnh phúc như xưa anh từng hạnh phúc. Và cho phép anh xa em nhưng vẫn yêu em suốt đời. Sau một cái đơn hàng 1.000 PP, cảm ơn cả nhà mình. Tuyệt vời quá, Văn Hồng ơi, đã em chúng ta cùng chúc chuyên gia Văn Hồng của chúng ta sẽ may mắn trong buổi sáng này và bán thêm 300 điểm nữa để hoàn thành cái mục tiêu đó là 1.000 điểm, đúng không? 1.000 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái người tiếp theo nha. Bây giờ Chiến sẽ nhìn thấy ai mời người đấy. Hôm nay chúng ta chỉ ăn mừng chiến thắng thôi mà, đúng không? Có cái gì kể cái đấy, không có vấn đề gì cả. Xin mời cái gì nhỉ? À, đây để mời một cô đi, đúng không? Tìm cho Chiến tìm thêm một cô nào. À đây cô Bùi Thị Ngọc Lan ạ. Đấy, cô đang cười rất tươi, cười tươi cái là đã thấy là đơn hàng to rồi. Cháu xin mời cô. Xin chào cả nhà, xin chào Đoàn Văn Chiến. Thì rất là vinh dự được khoe cái đơn hàng tháng 1 của Lan. Xin tự giới thiệu về bản thân trước ạ. Lan là được cái tên đầy đủ là Bùi Thị Ngọc Lan. Công việc là kế toán trường mầm non đứng tại Hải Phòng. Lan sinh năm 1970. Thì cái đơn hàng tháng 1 thì của Lan đã gồm có 3 combo 5. Một combo Bách Nam và một set là Omega 3. Thì mới chốt một set Omega 3 hôm qua, gọi điện cho một chị bạn. Và sản phẩm mỹ phẩm thì cũng rất là nhiều, ví dụ như là có 12 hũ dưỡng thể, 3 sữa rửa mặt, 4 nước gót và 4 dung dịch vệ sinh phụ nữ. Đấy, đơn hàng tầm cũng phải hơn 1.000 rồi ạ. À, tuyệt vời quá, trên 1.000 điểm luôn. Đó, thế này thì lại có 2 vé bảo trợ đăng nguyên cấp luôn cho cô Lan, 2 vé tối nay tham dự học nha. Đấy, học hai vé tức là dùng hai điện thoại để học cùng một lúc cho nó thấu thì cho nó thấm nhuần, đúng không? Hai vé mời giờ... thêm một downline. Xin mời thêm một downline cả. Vâng. Đó, rất tuyệt vời. Cảm ơn cô Lan rất là nhiều. Đó, tiếp tục người khác đi ạ. Có ai tự động mà máu chia sẻ bật mic lên. Xưng tên và nói tôi. À nói tên nói tôi và xưng tên ạ. Có ai không ạ? Xin mời người khác nha.
Ai muốn chia sẻ đi ạ. Ai quyết tâm thử nhận được năng lượng nào? Xem nào có ai nào? Có cô chia sẻ nhá, đoàn văn chín ơi. À đấy, các cô phải tranh nhau như thế thì nó mới đúng là ngày Tết các cô ạ. Đấy. Có xin mời cô Hợp ạ. Chào cả nhà S21 nha. Mình giới thiệu tận tên mình là Tống Thị Hợp nha. Năm nay 50 tuổi, mình là mẹ của Trang Phạm đến từ Thanh Hóa. Mình chưa đang mình biết ơn lắm tại vì là có một hai anh chị này ở bên tòa A ấy, đã dùng eo nét của mình là lấy cũng nhiều lắm, nhưng anh chị dùng cũng còn một ít nữa thì mình chăm sóc lại. Cách đây 3-4 hôm á, sang chăm sóc lại anh chị thì sang tư vấn cho anh là anh dùng sản phẩm này thì anh cảm thấy làm sao, thì anh cũng chia sẻ là anh dùng sản phẩm của em, anh thấy là người anh khỏe lên mà anh đi lại nó khỏe hơn rồi. Thì anh cũng chuẩn bị về Hải Phòng đấy, thì cũng sản phẩm uống thì cũng vẫn đang còn vì anh lấy cũng nhiều nên là cũng còn một hộp nữa, hơn một hộp nữa thì còn bột thì cũng đang còn. Thì thôi em chia sẻ thì anh cũng thấy rất là tốt, mà thế anh dùng cũng cải thiện nhiều lắm, thì em cứ lấy thêm cho anh nữa đi. Thì mình phải tự tư vấn và chia sẻ thêm thì anh đồng ý, cả anh cả chị đồng ý lấy thêm một bộ mưu, xong rồi anh là lấy thêm 5 hộp bột nữa. Xong rồi hôm qua lại sang chơi, hôm kia sang chơi thì chị biểu là thôi chứ thì lấy luôn cho chị thêm một set bách nam cho anh để không rằng về không về anh lại uống lại kiểu là không đủ đấy, nên là cứ lấy sẵn cho chị. Thế hôm qua chị lại nói là lại lấy thêm táo cho chị đi đấy. Thì là mình cũng cứ nhờ mở hàng vậy thôi, thì bây giờ anh cũng phải cần uống táo thêm thì chị cho anh uống táo thêm đi. Chị biểu thế thì lại chốt thêm cho chị một set táo nữa đấy. Biết ơn là mình cũng cứ hàng ngày biết ơn, rồi viết ra 10 điều biết ơn buổi sáng đấy, thì mình chia sẻ rất là dễ. Rồi hôm qua cũng có bạn là nhắn tin là chụp chứng minh ấy, thì để sang đầu tháng cháu có khi đơn hàng. Mình cũng biết đơn hàng ngày và chia sẻ cho nhiều người, biết đơn lắm. Thì đơn hàng của cô là cũng cộng sơ sơ là mình nhà anh ấy là cũng gần 10 triệu. Wow. Một khách hàng biết đơn lắm. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe nha. Wow. Một khách hàng mà tận 10 triệu nhà mình ạ. Chính tỏ rằng là dân Việt Nam mình giàu phết đấy, không phải đùa đâu. Giàu đấy, đúng không? Mà chứ cả thật là 10 triệu so với đi bệnh viện thì ăn thua gì, đúng không? Ở đây không biết là các đại gia đình như thế nào, như Chiến đi bệnh viện, Chiến hiểu tốn tiền lắm. Một ngày ở đấy nguyên cái việc tiền dịch vụ 500 một triệu rồi. Nguyên cái tiền là mình ăn uống này, mình này, bệnh nhân ăn này, đúng không? Ông người nhà đi chăm này, rồi lại còn tiền xe cộ các thứ nữa, thì một ngày thì hết khoảng tầm 500 đến 1 triệu rất bình thường. Những các cô, các chị em nào mà đang trong cái chu kỳ đó là chuẩn bị phẫu thuật, chuẩn bị đại phẫu thì bao giờ bác sĩ cũng bảo là ăn nhiều lên. Đấy, uống nhiều lên, cái gì nhỉ, uống cái sữa Ensure cái gì để tư vấn rất là nhiều cái dinh dưỡng, thì chị cũng chả nhớ nữa. Cái đợt đấy là uống là một ngày đâu nguyên tiền sữa là uống hết khoảng 300-400 rồi đó, một ngày 300-400. Trước khi phẫu thuật thì phải thế, phải có sức thì bác sĩ mới phẫu thuật cho, không thì cứ ngồi đấy mà nằm chờ lại càng tốn tiền, đúng không? Thế thì càng cố gắng. Thế nên là 10 triệu, khoảng tầm 10 triệu mà những ai mà đang có những cái căn bệnh mãn tính ấy, 10 triệu một tháng thì chị thấy là nó quá là rẻ, đúng không? Chưa trong vòng 6 tháng rút điểm 60 triệu coi như là xong luôn. Đấy, ok ạ. À. Cháu xin mời cô Hiền nha. Cô Hiền vừa nãy thấy là bật mic lên ạ. Cháu cảm ơn cô Hợp nha. Cháu cảm ơn cô Hợp ạ. Hiền đây. Vâng, cháu xin mời cô. Cô có thể là chia sẻ đơn hàng của cô ạ. À, nay là năm mới năm 2022. Cô tắt cam rồi. À, tắt cam. Vâng. Đấy rồi đúng rồi đấy, được chưa? Vâng được rồi, cảm ơn cô. Được chưa món này lắm rồi cô ạ. Chào đoàn Chiến, chào báo chơi trên, với lại chào tất cả chị em trong S21. Là nay là đầu năm mới thì hôm qua mình có đi tư vấn, cũng đi dài vậy, thì cũng có một cô bạn đấy ngồi tâm sự, thì tình cờ có cái anh
mà lại bạn của bạn của bạn của mình á thì ngồi mới điện cho bạn, thì đang hỏi thăm thì mình hỏi này, hỏi bạn cứ hỏi anh coi là anh có khỏe không, thì bạn của mình hỏi là anh có khỏe không anh Vũ em ơi, anh sao mà cứ đau đầu thế, tay chân này tê. Cái mình tư vấn về hỏi anh cứ là có con bạn ấy bán cái sản phẩm dinh dưỡng đấy tốt lắm, thì anh có trải nghiệm thì thế cho bạn em bán cho một bộ. Thì cái anh đố cái vậy thì em đưa mấy cho anh nói chuyện với bạn của em, thì mình cũng tư vấn với anh ấy, em trải nghiệm cái sản phẩm của bên Queenet chăm sóc khách hàng đấy, dựa dinh dưỡng sức khỏe đấy, anh có trải nghiệm về thiền đình này, tê tay này, rồi rối loạn thiền đình. Anh biết ơi chứ hai cái đấy là anh cũng đang còn cái mất ngủ của anh ấy, là anh cũng chưa thích cái mất ngủ ngủ được thôi. Thì bố anh mà trải nghiệm cái sản phẩm anh em mà ngủ quá trời tuyệt vời luôn, thì cái là anh chốt cho được một bộ là nay mới hàng, chắc mai thứ hai là gửi ra tàu luôn. Mới còn một khách hàng là trải nghiệm hồi tháng trước là một bộ là nay là vừa hết, vậy là chiều nay đi chốt được một bộ là hai đấy, là tháng này đầu tháng là chốt được hai bộ. Thế là cháu nhìn sơ sơ qua là đủ 500 rồi đấy. Phẩm đó. Đấy. Là 500 rồi là thoải mái là đã tham gia vào cái gọi là cái cuộc họp tối nay là cuộc họp Diamond Nhàn đấy. Cô Hiền có hào hứng buổi tối nay đấy cô. Cô hào hứng buổi tối hôm nay không ạ? Có. Có đúng không? Có khi là không ăn sáng. Hào hứng cần đường khác đấy. Vâng, đó. Tối nay chuẩn bị các thứ là tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa, tối nay học học Diamond là ngày hai Diamond luôn, ngày chắc Tết này à, như chắc Tết này à, mùng một Tết dương lịch đang đi dài dài anh chiều có kiếm được thêm 500 nữa là nghìn đến đây là highlight của Đăng Yên. À tuyệt vời, highlight cho cô Hiền đấy. Chào bác trẻ chiến. Vâng, cháu cảm ơn cô Hiền rất là nhiều đó. Chào cả nhà. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng với đến với người tiếp theo, xin mời người tiếp theo ạ. Ai ạ? Chúng ta bật tiếng lên. Chị nha. À chị Lê Thu, xin mời chị. Chào chào lên gì cũng chậm về đây nói làm đụng nương gì. Chào cả nhà nha, chào bảo trợ Đăng Yên, chào các bảo trợ và cảm ơn Hàn Chiến nhiều vì cho chị có cơ hội lên chia sẻ em đây. Thì tháng đây thì chị cũng tính là bán được khoảng 10 triệu rồi. 10 triệu rồi. Được rồi. Thì tối hôm qua thì cũng chưa có cái cũng chưa đến cái đó, nhưng mà sau khi mà nghe cái Zoom á, nghe Zoom thì nghe về các cái chia sẻ của Lan, của bạn Bùi Hà rồi bạn nhất là bạn có ghi tên đây mà chưa dở đấy, thì rất là năng lượng luôn. Và chị Thu đã
được luôn hai chất dầu cá với cả canxi rồi một nước hoa nữa thì rất là tuyệt vời. Cũng kể lại là hay lắm luôn á, thì chị cũng ra thử nghiệm luôn. Trong cái lúc Zoom đăng năng lượng thì ra là nhắn tin cho ba người thì ngay lập tức là được hai người là mở hàng đầu năm cho mình. Thì có một bạn là chị nhắn tin cho bạn là nhờ mua giúp là sử dụng một, chị nói là khi trước thì chị chưa có ý định là nhắn tin cho bạn đó, nhưng bạn đã nhắn tin đến chúc mừng năm mới thì chị mới nói với bạn ấy là cảm ơn và chị đã viết ra ghi ra rằng là nếu ai là người đầu tiên chúc mừng năm mới chị thì chị sẽ mời mở hàng với chị một chai nước hoa. Thì trúng chú rồi thì nhờ chú mở hàng với chị một chai nước hoa. Thì chú ấy bảo là em thì em không sử dụng nước hoa, nhưng mà nếu mà chị đã nói như vậy thì em mong muốn chị được may mắn trong năm mới thì em sẽ chốt luôn. Thì chị có nói lại rằng là chị cảm ơn chú, nhưng mà nếu mà chú không sử dụng nước hoa thì chú mua tặng vợ, chị đổi chai nước hoa nữ cho chú, chị gửi mẫu mà, thì cho chú để chú tặng vợ chứ. Khi mà chị cũng mong muốn là được chú mở hàng để may mắn, nhưng chị lại cũng muốn là chị được trao giá trị cho chú, chứ còn chú mà mua chai nước hoa để dành đâu á thì chị cũng không thích lắm. Thì chú bảo thì bây giờ vợ em cũng không dùng nước hoa thì chị đổi cho em một sản phẩm khác đi. Xong chị đổ sang dầu cá thì chú lại cũng không, ý là cũng chưa tin tưởng mấy. Xong chị lại nói, chị gửi về một cái, chị gửi về cái giá trị của dùng chất xơ á, xong rồi chị gửi hình ảnh chất xơ cho chú á, thì chú bảo được rồi vậy em chốt luôn, thì chị gửi tài khoản cho em và em chuyển tiền luôn cho chị cho may mắn, còn hàng về lúc đâu thì chị gửi cho em cũng được. Xong chị gửi tài khoản cho chú chuyển ngay luôn tiền và lì xì thêm 10.000 để may mắn nữa. Rất tuyệt vời luôn, thì rất hào phóng đúng không? Chị bán hàng còn được lì xì nữa, rất tuyệt vời. Chị nghĩ là trong những cái buổi nghe Zoom á thì mình nên áp dụng luôn, nếu mà mình cảm thấy một điều gì đó mà rất chi là tuyệt vời với mình á thì mình cứ mạnh dạn thôi. Còn chị nghĩ là cái việc mà đến để mình bán hàng á không phải là khó, chỉ khó khi mà mình không dám, mình không bán. Chỉ khó khi mà mình không bán là mình cứ ngồi đó mình nghĩ khó thôi. Chứ còn nếu mà mình cứ thực hành, cứ ứng dụng luôn sau khi nghe Zoom, sau khi nghe chia sẻ thì mình cứ ứng dụng luôn, chắc chắn là là thành công thôi. Và cũng nói thêm là trong nhóm của chị Thu á, mỗi khi mà chị bán được một sản phẩm bằng một cái kinh nghiệm nào đó thì chị luôn đưa vào nhóm luôn, nhóm lớn và cả nhóm nhỏ của mình, cả những chị bốc một luôn cho nhóm của mình, và ai cũng bán được. Sau khi mà chị bán được thôi thì người khác cũng bán được, rất là tuyệt vời luôn á. Cũng kể luôn là con dâu của chị á thì nó, chị cũng mời vào nhưng mà nó như vậy thôi, nó không làm gì hết, không làm gì hết luôn. Đến cách đây năm hôm thì chị cũng bằng cái là biết ơn, cứ luôn liên tục biết ơn là con dâu sẽ vào cùng làm với mình. Thì khi nghe chia sẻ về cái nhắn tin là nhờ mở hàng cho 10 người, cứ nhắn tin nhờ mở hàng cho 10 người thì ngay lập tức là được những ai mà luôn á thì chụp hình ảnh, nếu mà ai chốt luôn chụp hình ảnh chị để gửi cho con dâu chị, và nó bán rất là nhanh. Bán được 3 combo dầu cá và một combo 5 rồi một combo tảo. Rất là tuyệt vời luôn, và cả đứa cháu Hiên á, cháu Hiên cũng vậy, rồi bạn Nga, nói chung là rất chi là tuyệt vời. Mình cứ sao chép xuống, mình làm và mình là người gương mẫu trước. Đầu tiên mình là những nhóm thì mình là người gương mẫu trước, phải làm trước. Xin cảm ơn cả nhà nhiều. Hay quá. Vừa rồi có một cái đoạn này là chiến có thể nhấn mạnh lại một chút, đó là chị Thu chị có chia sẻ như này. Cái đoạn này là chiến thấy rất là hay này. Đó là chị Thu chị bảo là sau khi nghe Zoom xong là lúc chúng ta năng lượng nhất và ứng dụng, tức là tí nó chiến kết thúc Zoom xong là cả nhà mình cầm điện thoại nhắn tin nhá. Đó, nhắn tin xem là kiểm tra là có ai là hôm qua nhắn tin chúc mừng năm mới mình không, đúng không? Thế mà có 10 người là bao nhiêu? 10 người tức là đã có 10 đơn hàng nữa rồi, đúng không? Nếu ai đó đăng 500 điểm mày quá, có chị Thu chia sẻ tí nữa xem là có ai nhắn tin chúc mừng năm mới mình, đúng không? Nhân tiện đây thì có thể là nhờ mà hàng luôn, nhờ khai xuân luôn. Thế này có thêm 500 điểm nữa là 1.000. Đó, ngon rồi, đúng không? Rất tuyệt vời, chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy, chúng ta hãy ứng dụng những cái gì mà người khác đang làm tốt ở nhà mình nhé. Mỗi thời điểm sẽ có một cái người làm tốt nhất. Hôm qua chúng ta nghe một người nào đó chia sẻ làm tốt thì tất cả mọi người đã ứng dụng rồi. Hôm nay có một cái người làm tốt hơn, đó, đúng không?
hoặc là nó phù hợp trong đúng trong cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh vào lúc này, thì chúng ta sẽ cùng ứng dụng giống như chị Thu. Và chị tin rằng là doanh số của chúng ta lại tiếp tục tăng lên, chỉ buổi sáng thôi tăng lên vù vù luôn, đúng không ạ? Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng thêm một người nữa rồi chúng ta sẽ kết thúc, bởi vì chị thấy rằng là hôm nay nó năng lượng quá, vui quá, cảm thấy hạnh phúc quá, biết ơn quá, thì chúng ta sẽ nghe thêm một người nữa. Chị xin mời ai đó, thêm một người nữa đi, thêm một người đi rồi chúng ta sẽ kết thúc ạ. Chị được rồi, cô Khuê đi. Vâng, cô ai đi ạ? Đi. Vâng, xin mời chị Phương Lê. Cô Khuê. À, cô Khuê ạ, à, cháu xin mời cô Khuê. Cô Khuê Yên Bái ạ. À. Vâng. Vâng. Cô xin chào tất cả các bảo trợ và anh chị em trong S21. Cô Khuê thì mọi người cũng biết rồi, chia sẻ nhiều lần rồi. Vâng. Thì đầu năm mới xin chúc tới tất cả các bảo trợ và chị em trong S21 một năm mới tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Cô cũng xin chia sẻ là trong đầu năm mới này thì cô cũng bán được 3 combo 5. 3 combo 5. 30 hũ kem vàng, 3 hũ kem kem môi đấy. Và một hũ kem kem dưỡng và một set omega 3. Đấy, hiện nay là đơn của cô ngày hôm nay là chốt, hiện đến giờ là chốt được gần đấy sản phẩm rồi. Vâng, gần 1.000 điểm rồi cô ạ. Gần 1.000 điểm rồi. Vâng. Vâng. Sáng nay cô tiếp tục là lại học thêm bài học thêm của chị Thu. Tiếp tục là xem có ai nhắn tin chúc mừng năm mới không, đúng không? Vâng. Tiếp tục là gia tăng đơn hàng của mình. Đó, tuyệt vời quá. Đấy, tức là cô Khuê có 3 combo con cả nhà mình nhá, có khoảng tầm 20 sáp môi. Hay chiến hay gọi là quả trứng vàng đấy. 30 sáp môi. À 30 sáp môi. 30 sáp môi. Một set omega 3. Vâng. Đấy. Và một hũ kem kem sử dưỡng. À một kem dưỡng nữa, đó. Tuyệt vời quá, trên thấy rằng là có khi là chúng ta thấy rằng là cái việc là bán dinh dưỡng nó dễ dàng quá nhỉ. Dễ dàng quá, nếu mà chúng ta mà trở thành bác sĩ của chính mình nữa thì bán dinh dưỡng lại càng dễ hơn nữa. Chúng ta hãy chăm chỉ là ngày mai nhé, ngày mai chúng ta sẽ cùng, cháu cảm ơn cô Khuê rất là nhiều. Thì ngày mai chúng ta sẽ cùng mỗi người ở đây, hôm nay chúng ta đang có 375 người. Cảm ơn bảo trợ và cảm ơn tất cả nhà. Vâng, cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Thì Chiến có một cái thông điệp tiếp tục này, thông điệp cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay này, thông điệp mà chúng ta sẽ cùng thực hiện này. Đó là ngày mai, bây giờ hiện tại chúng ta sẽ cùng đọc lại cái cuốn sách, đó là cuốn sách về y học dinh dưỡng. Thì cuốn sách này thì dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là nếu chúng ta yêu mến ai thì chúng ta hãy mời họ vào đây. Đó, và ngày mai thì mỗi người chúng ta đến đây, chúng ta sẽ mời thêm 2 người nữa, được không? Mời về chăm sóc sức khỏe thì chắc chắn rất là nhiều người hào hứng, đúng không? Thì ngày mai chúng ta có khoảng tầm xem nào, chúng ta có khoảng 400, thì 400 mời 2 người cho chúng ta thành, chúng ta gọi là thôi chúng ta mỗi người một, mời thêm một người nữa đi cho thành 800 người đi, được không? Sáng ngày mai thì để cho bảo trợ Yên của chúng ta thấy nhiều người thì bảo trợ Yên cũng có vẻ rất là hào phóng cho đi, đúng không? Phân tích càng phê chúng ta lại học được càng nhiều, đúng không? Thì mỗi người ngày mai là chúng ta đến đây mời thêm một người đã, mời mẹ nếu mà mẹ của chúng ta không biết dùng điện thoại thì hai mẹ con ngồi cùng một chỗ này. Đấy, cùng ngồi cùng bàn này, cùng vào một cái màn hình để cho nó đẹp, đúng không? Đó, được chưa? Ok, cảm ơn đại gia đình của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta cũng đã đến giờ kết thúc rồi. Đó, tin vui đó là chúng ta có tiếp tục có chương trình là mua 3 tặng 1, cho nên là chúng ta hãy xem lại đơn hàng của mình xem là có những ai mà muốn lấy omega 3, muốn lấy canxi đó, thì chúng ta có thể là xem lại xem là họ đang có lấy đủ 3 hộp không, thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại đơn hàng nhé, cả nhà mình nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bật mic và nói lời cảm ơn nhau, chào nhau và chúc mừng năm mới đến tất cả đại gia đình S21 của chúng ta. Chiến sẽ bật mic cho toàn hệ thống nha. Cảm ơn bảo trợ Đăng Uyên.